Đây là cánh cây xanh Giang Nguyễn đang tập kết cây giống để đưa đến công trình. Từ sáng đến giờ cây xanh Giang Nguyễn đã đưa đi 5 chuyến như thế này rồi. Và lát nữa chúng ta sẽ được xem công trình của cây xanh Giang Nguyễn làm cho doanh trại quân đội ở khu giáo Bình Dương. Xin cảm ơn mọi người. Mệt không chú? Mệt không? Nãy giờ đi mệt không Đức?